cách xử trí khi trẻ bị chảy máu cam. Chắc hẳn ít nhiều bố mẹ không khỏi lo lắng khi thấy trẻ bị chảy máu cam. Điều này cũng làm trẻ cảm thấy hoang mang, lo sợ khi thấy máu mũi chảy. Vậy khi trẻ bị chảy máu cam, bố mẹ cần làm gì lúc này? Chảy máu cam ở trẻ là gì? Chảy máu cam, hay còn gọi là chảy máu mũi, xuất hiện khi các mạch máu nhỏ ở mũi bị vỡ và chảy máu. Hiện tượng này xuất hiện thường xuyên ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em từ 3 cho đến 8 tuổi. Chảy máu mũi được chia thành hai loại, chảy máu mũi trước và chảy máu mũi sau. Chảy máu mũi trước chiếm khoảng 90% trường hợp, rất phổ biến ở những vùng khí hậu hanh khô hay môi trường khô, dùng lò sưởi, máy điều hòa kéo dài. Tình trạng khô niêm mạc khiến vách ngăn mũi có vảy, nứt nẻ và chảy máu, dễ kiểm soát ở nhà hoặc các cơ sở y tế. Chảy máu mũi sau chiếm khoảng 10% trường hợp, thường liên quan tới các mạch máu ở cao hơn và sâu hơn của mũi. Ở trường hợp này, bố mẹ được khuyến cáo đưa trẻ nhập viện để được can thiệp bởi bác sĩ tai mũi họng. Vậy vì sao chảy máu mũi lại hay xuất hiện ở trẻ nhỏ? Có một số nguyên nhân thường gặp tác động đến những vi mạch máu này và dẫn đến việc trẻ bị chảy máu cam. Mạch máu quá nhạy cảm và có thể vỡ khi thời tiết hanh khô hoặc khi sử dụng lò sưởi, máy điều hòa trong một thời gian dài. Dị ứng nhiễm trùng ở mũi họng và xoang, ngoáy mũi hay các loại chấn thương cục bộ khác. Xì mũi quá mạnh, trẻ nhét dị vật vào mũi, ví dụ như hạt cườm, cục pin. Dặn mạnh khi đi ngoài phân bị táo bón. Vách ngăn mũi bị vẹo. Thở oxy qua ống thông mũi. Một số loại thuốc như thuốc chống viêm, các loại thuốc xịt mũi. Gãy xương mũi hay vỡ nền sọ, cần đặc biệt cẩn thận nếu chảy máu mũi xuất hiện sau chấn thương đầu. Bệnh chảy máu hay rối loạn đông máu. Các khối u, lành tính và ác tính có thể là thủ phạm gây chảy máu mũi, trường hợp này rất hiếm. Vậy khi thấy trẻ bị chảy máu cam, bố mẹ cần làm gì? Khi trẻ bị chảy máu cam, việc đầu tiên là bố mẹ cần bình tĩnh thao tác theo các bước cơ bản sau đây để giúp con mình vượt qua. Bước 1. Bố mẹ cần xác định bên mũi chảy máu. Trẻ nhỏ thường chảy máu cam một bên mũi, tuy nhiên, khi bị chảy máu, trẻ thường có phản ứng rụi mũi khiến khó phân biệt máu cam chảy ra từ bên nào. Vì vậy, các mẹ khi phát hiện con bị chảy máu cam, tuyệt đối không để bé rụi mũi tiếp. Sau khi lau sạch mũi, mẹ hãy đặt đầu trẻ hơi cúi về phía trước để máu chảy ra và các mẹ sẽ nhận ra bên mũi nào bị chảy máu. Đồng thời, tư thế này khiến máu cam không chảy ngược về phía họng, gây nôn ói. Bước 2. Cầm máu. Bố mẹ lấy ngón tay mình đè lên cánh mũi trẻ, hơi ngửa đầu trẻ lên một chút và giữ nguyên khoảng 5 cho đến 10 phút để máu ngừng chảy. Lưu ý, không bóp phần xương sống mũi hay chỉ ấn một bên cánh mũi vì làm vậy không thể giúp cầm máu mà còn làm trẻ bị đau. Bên cạnh đó, cũng không được thả tay ra quá sớm hoặc nhiều lần vì có thể khiến máu chảy kéo dài hơn do chưa thể hình thành được cục máu đông ngăn cản máu chảy. Bước 3. Chăm sóc sau chảy máu cam cho trẻ. Để trẻ nghỉ ngơi ở trạng thái tĩnh, nếu máu cam vẫn tiếp tục chảy và bị chảy xuống cổ họng thì đặt trẻ nằm nghiêng cho máu cam chảy ra ngoài. Không được để trẻ nuốt máu này vì rất có thể trẻ sẽ bị ngộ độc, gây nôn mửa, đau bụng và khó chịu. Trẻ bị chảy máu cam, khi nào thì cần đưa đến bác sĩ? Chảy máu cam là một phản ứng thường gặp ở trẻ để đáp ứng lại các kích thích từ điều kiện sống. Tuy nhiên, bố mẹ phải quan sát đưa trẻ đến các cơ sở tai mũi họng để được khám và xử trí kịp thời nếu như không cầm máu sau khi áp dụng các biện pháp sơ cứu trong vòng 20 phút. Chảy máu mũi tái đi tái lại nhiều lần. Máu chảy nhanh hoặc mất nhiều máu hơn một cốc đầy. Chảy máu do chấn thương, ví dụ như ngã hay bị đấm vào mặt. Cảm thấy người trẻ yếu và chóng mặt. Máu chảy xuống phần sau họng chứ không chảy ra phần trước mũi, kể cả khi trẻ đã ngồi ngả đầu về phía trước. Trường hợp chảy máu sau này luôn cần đến sự trợ giúp của bác sĩ. Chảy máu mũi khi dùng một loại thuốc mới. Chảy máu mũi đi kèm các vết tím bầm dập trên khắp cơ thể hoặc đi kèm chảy máu ở khu vực khác như xuất hiện máu trong phân và nước tiểu. Đang dùng thuốc chống đông máu. Trẻ có bệnh toàn thân khác ảnh hưởng tới đông máu như bệnh gan, bệnh thận, bệnh hemophilia. Mới trải qua hóa trị liệu. Vậy làm sao để phòng tránh chảy máu cam ở trẻ? Để phòng tránh xảy ra chảy máu cam ở trẻ, bố mẹ có thể giúp trẻ thực hiện vệ sinh mũi cho trẻ,
có thể vệ sinh mũi cho trẻ khoảng từ 1 cho đến 2 lần trên một tuần bằng nước muối sinh lý để ngừa các bệnh về xoang. Không nên lạm dụng cách này vì có thể làm mất đi chất nhầy tự nhiên phủ ở niêm mạc mũi, khiến trẻ càng dễ bị khố mũi, nhiễm khuẩn, gây tổn thương niêm mạc mũi. Giữ ẩm cho mũi trẻ bằng cách bôi Vaseline vào phần trước của vách mũi và cho trẻ uống đủ nước để cân bằng độ ẩm của cơ thể với môi trường bên ngoài. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C. Thiếu hụt vitamin C không những khiến hệ miễn dịch của trẻ kém khỏe mạnh mà còn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến chảy máu cam. Do đó, nhóm thực phẩm giàu vitamin C đứng đầu trong danh sách thực phẩm mà trẻ bị chảy máu cam nên ăn nhiều. Ngoài ra, để phòng ngừa chảy máu cam ở trẻ quay trở lại, bố mẹ có thể áp dụng các biện pháp như: trẻ cần được nghỉ ngơi ít nhất trong vòng 2 giờ, hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, vẽ tranh hay xem TV. Không cho trẻ uống đồ nóng, thức ăn nóng hay tắm nước nóng trong vòng ít nhất 24 giờ sau khi chảy máu cam. Động viên trẻ không ngoáy mũi hay xỉ mũi trong vòng 24 giờ, một tuần nếu trẻ đã được đốt điểm mạch. Trong vòng một tuần, trẻ cần tránh các hoạt động mạnh hay các môn thể dục như chạy, tránh nhấc vật nặng. Nếu như trẻ bị táo bón thì cho uống nhiều nước và tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn. Nếu cần thì yêu cầu bác sĩ cho thuốc làm mềm phân để trẻ không phải dặn. Trên đây là các hướng dẫn giúp bố mẹ xử trí khi con bị chảy máu cam, cũng như các phương pháp phòng tránh chảy máu cam ở trẻ. Mong rằng qua những chia sẻ trên sẽ giúp bố mẹ có thêm những kiến thức hữu ích để chăm sóc trẻ toàn diện và tốt hơn.